Ngày 24 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Karongno, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Văn Vinh, sinh năm 1984, trú huyện Karongno, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, ngày 16 tháng 8 năm 2023, Vinh và bạn gái đi nhà nghỉ ở thị trấn Yterlin, huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông, thì gặp một phụ nữ vào nhà nghỉ cùng với một người đàn ông. Quan sát thấy biển kiểm soát xe máy của chị này được đăng ký cùng địa phương với mình, nên sau khi ra khỏi phòng nhà nghỉ, Vinh đã chụp hình nhà nghỉ và biển kiểm soát hai xe mô tô của cặp đôi nói trên. Về đến huyện Karongno, Vinh gặp một người dân ở gần nhà của người phụ nữ. Hỏi thăm về thông tin của chị này, thì được biết người này đã có chồng. Từ đó, Vinh đã nảy sinh ý định đe dọa chị nhằm chiếm đoạt tiền. Vinh qua nhà gặp nạn nhân bịa ra câu chuyện có người thuê theo dõi chị với số tiền 20 triệu đồng. Do không muốn gia đình chị bị tan vỡ hạnh phúc nên mới kể cho chị biết. Khoảng 15 giờ cùng ngày, nạn nhân gọi điện cho Vinh trao đổi, thì Vinh yêu cầu đưa 12 triệu đồng sẽ xóa hình ảnh, video cảnh chị đi nhà nghỉ với người khác. Một ngày sau, nạn nhân đi cùng với một người bạn hẹn gặp Vinh tại một quán cà phê ở huyện Karongno. Tại đây, Vinh nhận số tiền 5 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.